Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, sau phản ánh của truyền hình báo Người Đưa Tin về dự án bãi gửi xe và khu dịch vụ có địa chỉ tại 66 Lê Văn Lương, UBND quận Thanh Xuân đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra nhiều sai phạm và có những động thái xử phạt đối với công trình này. Trước đó, truyền hình báo Người Đưa Tin đã có bài phu phép bãi xe công cộng thành trung tâm tiệc cưới, phản ánh về dự án bãi đỗ xe và dịch vụ tại số 66 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khu đất vàng này chỉ được trích một phần nhỏ làm bãi đỗ xe, phần lớn còn lại được công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông biến thành trung tâm tiệc cưới sang trọng để cho thuê. Không những thế, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà hàng Blue Lotus Center được xây thành 3 tầng, mặc dù trong giấy phép xây dựng chỉ được cấp xây 2 tầng. Mới đây, trong buổi làm việc với phóng viên, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân xác nhận phản ánh của truyền hình báo Người Đưa Tin về những sai phạm tại dự án bãi đỗ xe và dịch vụ số 66 Lê Văn Lương là đúng. Đồng thời, ông Thái cũng thừa nhận do cán bộ phụ trách thời kỳ trước thiếu sát sao, có phần tắc trách trong công tác quản lý nên mới để xảy ra tình trạng trên. Hiện những cán bộ này cũng đã bị khiển trách, kỷ luật và cho thuyên chuyển công tác. Thứ nhất, nói về quy hoạch thì thực sự là đây là quy hoạch đỗ xe. Và công ty cũng đã sử dụng một phần diện tích là bãi đỗ xe. Tuy nhiên thì công năng sử dụng bây giờ đã được thay đổi sang một phần làm trung tâm tiệc cưới. Với lý do chúng tôi nhận được ý kiến của công ty là cái việc trông giữ xe ở đây thì nó chưa hiệu quả. Cái việc chuyển đổi này, mức sử dụng này thì cũng chưa được cấp quyền xem xét. Thứ nhất là tầng 2 thì cũng có xây dựng sai 455 m², và tầng tôn cũng xây dựng sai 480 m², và nhà để xe thì theo quy hoạch tầng 1 phê duyệt là nhà để xe ngoài trời, nhưng tuy nhiên thì công ty này cũng xây dựng sai diện tích 623 m². Trong quy định giao đất thì thành phố không quy định giao đất thì không nói rõ là bao nhiêu diện tích trông giữ xe và diện tích dịch vụ, mà mình hiểu diện tích dịch vụ đây là dịch vụ phục vụ bãi đỗ xe cũng như các dịch vụ khác. Về cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý trực tiếp trên địa bàn cũng chưa quyết liệt, mới đến với ở mức là xử phạt. Khi việc này chúng tôi cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của nhân vật này, và có những đồng chí đội trưởng thanh tra thời kỳ đó cũng phải chuyển công tác, và có những đội trưởng của thanh tra chúng ta cũng phải hạ sự xuống cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cũng cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông đã 2 lần bị xử phạt hành chính khi để xảy ra những sai phạm trong công tác xây dựng tại dự án này. Cụ thể, năm 2012, đơn vị này bị xử phạt 30 triệu đồng do chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng số 69 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 18 tháng 5 năm 2009. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông tiếp tục bị xử phạt 7 triệu đồng do không thực hiện việc đăng ký đất đai đối với các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 102 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Sau những sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông tại dự án bãi đỗ xe và dịch vụ số 66 Lê Văn Lương, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử phạt 1 tỷ 350 triệu đồng đối với phần diện tích dôi dư tại công trình này. Căn cứ vào cả thông tư 03 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cái xử lý vi phạm hành chính của 39 thì tôi đề nghị thành phố phải xử lý cái diện tích dôi dư, diện tích dôi dư mà công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông đang sử dụng. Với mức giá tiền chúng tôi đề nghị xử phạt 1 tỷ 350 triệu. Trên đây là các biện pháp xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là khắc phục hậu quả thì cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để, khiến dư luận băn khoăn việc phạt để cho sai phạm tồn tại. Nếu cứ tình trạng này sẽ tạo tiền lệ xấu cho doanh nghiệp bất chấp pháp luật, sẵn sàng nộp phạt, kỷ cương, pháp luật từ đó bị nhờn. Trách nhiệm này
thuộc về Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.